Xin chào các bạn, sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn cái bài chia sẻ về cách keyframe trong phần mềm Particle Illusion. Với cái tính năng keyframe của Illusion thì các bạn sẽ thấy nó sẽ khác một chút, nhưng theo tôi thấy thì cái cách keyframe này rất là hiệu quả và nó cũng rất là có nét đặc sắc riêng mà tôi cảm thấy là rất là dễ dàng trong quá trình keyframe mà chúng ta không phải chỉnh sửa nhiều. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng hạt. Tôi sẽ làm hiệu ứng hạt này chuyển động. Tôi sẽ làm hiệu ứng hạt này chuyển động theo nét vẽ. Như các bạn thấy, bây giờ khi mà tôi có cái chuyển động này rồi, tôi muốn keyframe để chỉnh sửa một chút thì làm bằng cách nào? Ví dụ như lúc đầu hiệu ứng hạt nó rất là nhiều như này thì tôi muốn là hiệu lúc đầu nó sẽ ít một chút, thì để cái phần hiệu ứng hạt nhiều hay ít thì chúng ta sẽ chỉnh sửa bằng number. Ở phần number các bạn thấy nếu các bạn giảm cái number này xuống thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu ứng hạt nó rất là ít, cái số lượng này chúng ta tăng ở đây. Đấy. Các bạn sẽ thấy. Và tôi muốn là phần cuối nó sẽ nhiều hơn. Thì thay vì việc mà chúng ta keyframe, các bạn thấy timeline chúng ta đang để là 120 frame, nó sẽ giới hạn ở trên đây. Bây giờ tôi sẽ cho bắt đầu chạy từ 0 frame cho đến 60 frame, cho đến 30 frame đi, thì là cái hiệu ứng hạt ít. Còn từ 30 frame cho đến 120 frame thì cái hạt nó sẽ nhiều lên. Thì bằng cách là tôi di chuyển đến 30 frame và tôi kích vào một điểm ở ngang này thì sẽ key thêm một điểm, và từ đó cho chạy đến 100 frame, chúng ta sẽ kích vào điểm nữa và chúng ta sẽ tăng giá trị nó lên. Ví dụ như là 500. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta keyframe thì giá trị, các bạn nhìn là phần number nó đang thay đổi. Nó từ giá trị cao xuống giá trị thấp. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, lúc đầu là cái phần number nó rất là ít. Sau khi chạy đến điểm 40 bắt đầu number nó tăng lên rất là nhiều. Đấy, các bạn sẽ thấy là như vậy. Ngoài ra ví dụ như chúng ta có thể key thêm thuộc tính khác là thuộc tính size, kích thước. Ví dụ lúc đầu chúng ta sẽ cho hiệu ứng hạt nhỏ thôi. Ví dụ như từ 10 cho đến 30 cũng như vậy. Các bạn chỉ kích vào chuột trái vào cái thanh chạy ngang này và chúng ta sẽ kéo di chuyển nó tăng giá trị lên thôi. Ví dụ đến cuối, ví dụ như 79 chúng ta tăng cái size nó to lên một chút. Các bạn sẽ thấy size nó to đúng không? Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy lúc đầu hiệu ứng hạt các bạn có thể cho giảm nó xuống một chút nhỏ nữa. Ví dụ 30 nó rất là nhỏ. Sau khi chạy đến 30 frame điểm nó sẽ tăng lên. Và những giá trị này các bạn có thể thay đổi được bằng cách tăng kéo giảm. Hoặc là các bạn có thể reset về ban đầu bằng cách kích phải chuột, chúng ta chọn reset. Chương trình nó sẽ tự động reset về cái mặc định ban đầu. Ngoài ra thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái tính năng zoom để chúng ta, những trường hợp mà key điểm nó nhiều quá, giá trị nó cao quá. Ví dụ như chúng ta sẽ tăng nó lên rất là cao như này. Thì ở đây chúng ta có thể kích vào Alt Z để chúng ta zoom chục X hoặc là chục Y. Đấy, chúng ta sẽ thấp xuống thì cái giá trị như các bạn thấy nó rất là nhỏ. Đấy, từ 0 cho đến 700 mà nó chỉ thấp như này thôi. Đấy, ngoài ra các bạn sẽ di chuyển tiếp để chúng ta nhìn nó dễ hơn, thay vì việc chúng ta sẽ dùng thanh cuộn kéo lên kéo xuống. Và cái phải chuột chúng ta chọn reset. Đó là phương pháp chúng ta keyframe. Ngoài ra chúng ta có thể key rất là nhiều thuộc tính khác như trọng lượng, chúng ta sẽ có thể là bay lên bay xuống. Ví dụ như ở đây thì chúng ta phải active cái trọng lượng của nó. Đấy. Ví dụ như lúc đầu chúng ta sẽ key nó bay xuống cho đến 20-30 frame bắt đầu nó sẽ bay lên. Đấy, các bạn sẽ thấy
Và tất nhiên chúng ta thể kéo cái độ dài nó dài ra một chút, 300 frame. Thì chúng ta key frame. Đó là cái tính năng keyframe. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng rất là nhiều. Các bạn chỉ việc kích di chuyển khá là đơn giản. Thay vì việc mà chúng ta keyframe giống như ở một cái phần mềm After Effects chẳng hạn, thì chúng ta phải thay đổi thuộc tính ở cái thuộc tính phía bên cạnh, nhưng ở đây chúng ta sẽ giá trị nó sẽ nằm trên cái điểm keyframe này. Nó làm cho chúng ta rất là dễ. Ngoài ra cái điểm giá trị nó sẽ có thể là mình chọn phần Q để cho cái giá trị nó mềm một chút, nó sẽ di chuyển tăng dần giảm dần mềm hơn một chút, thì các bạn có thể chọn cái tính năng này. Ngoài ra ứng dụng của keyframe nó rất là nhiều trong quá trình chúng ta làm. Chúng ta có thể key từ điểm 0 cho đến những cái giá trị mà chúng ta set ở đây để tạo được những cái hiệu quả mà theo ý muốn của chúng ta.